Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thành phố Lào Cai thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung sau. Xã Cốc San tích cực thi đua chào mừng 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ thành phố Lào Cai. Trường Trung học cơ sở Nam Cường thành phố Lào Cai đã đẩy mạnh việc dạy và học môn lịch sử. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ thành phố Lào Cai đang diễn ra sôi nổi. Cấp ủy chính quyền và mỗi người dân xã Cốc San đang tích cực hưởng ứng bằng những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và 30 công trình phần việc chào mừng thiết thực ý nghĩa. Năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã Cốc San. Những kết quả nổi bật từ phong trào thi đua chào mừng 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ thành phố Lào Cai đã tạo nên khí thế sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ đó diện mạo xã nông thôn mới khang trang hơn, bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế, duy trì và nâng cao chất lượng. 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn. Phấn đấu năm 2022 sẽ có thêm thôn Tòng Sành đạt chuẩn thôn kiểu mẫu. Từ là một xã top đầu của huyện Bát Sát thì đến nay về thành phố Lào Cai là cái top sau, là còn nhiều khó khăn đối với thành phố này cũng được cái sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp của thành phố rất là nhiều, và đặc biệt là các công trình xây dựng cơ bản như là nâng cấp tuyến quốc lộ 4D, lắp tuyến đường điện, và đang trong thời gian tới thì chuẩn bị xây dựng các cái khu quy hoạch chi tiết trung tâm của xã Cốc San cũng như là các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình xóa nhà tạm. Thì từ năm 2020 đến nay thì riêng các công trình xóa nhà tạm là gần 20 nhà cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, cũng như là nhiều các cái chương trình hỗ trợ khác. Nói chung là người dân thì rất là phấn khởi và khi mà về thành phố được đầu tư các cái công trình. Sau khi chuyển về thành phố Lào Cai, xã Cốc San đã và đang có những bước đổi thay để hòa nhịp với sự phát triển của thành phố. Sự đổi thay ấy được thể hiện trong công tác quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Nhờ mạnh dạn ứng dụng công nghệ, đưa các loại giống cây trồng mới vào sản xuất, người dân xã Cốc San đã và đang gặt hái được những thành công, nâng cao hiệu quả kinh tế. 4 năm trước, anh Trần Văn Hiếu, thôn Tòng Chú, xã Cốc San, đã mang giống cam Hà Giang về trồng theo quy trình canh tác hữu cơ. Quá trình phát triển cho thấy loại cây trồng mới này tỏ ra khá thích nghi với đất đồi đá của gia đình anh. Việc phát triển sản xuất thành công, mô hình như gia đình anh Trần Văn Hiếu đã mở ra một hướng đi mới, phát huy hiệu quả kinh tế trên đồi đá mà trước đây trồng các loại cây trồng truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế thấp. Chúng tôi cũng rất mong là cái này được sự quan tâm của thành phố, tạo cái điều kiện chúng tôi làm được cái sản phẩm nó đạt yêu cầu theo cái tiêu chuẩn, tức là OCOP. Cùng với việc phát triển kinh tế thì hệ thống cơ sở hạ tầng, công tác vệ sinh môi trường tiếp tục được thành phố, xã đầu tư nâng cấp, đáp ứng kịp thời các tiêu chí về phát triển đô thị của thành phố. Tuyến phố văn minh kiểu mẫu Tòng Chú 1, trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đang được tích cực triển khai thực hiện, là một trong những công trình chào mừng của xã, lựa chọn góp phần tạo diện mạo xã Cốc San thêm hiện đại, sạch đẹp. Đối với chi bộ chúng tôi thì lại rất sát sao vào cái việc thực hiện cái chỉ thị 03 của thành phố Lào Cai đưa ra, bởi vì cái đây là thực tế của mình được hưởng lợi ở trong cái việc sáng xanh sạch đẹp ở trên địa bàn. Cái này là không phải là năm nay mà những mấy năm trước là chúng tôi đã tuyên truyền vận động những cái việc này thôi, và bà con nhân dân chấp hành rất tốt, làm rất là tốt. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, các tổ chức như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội nông dân xã đã tích cực vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, thực hiện các phần việc thiết thực như vẽ tranh bích họa đường thôn An San, nhân rộng mô hình nhà sạch vườn đẹp, làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, đổ bê tông sân, sửa sang các nhà văn hóa, xây dựng tuyến đường điện chiếu sáng. Đối với hội nữ phụ nữ xã, ngay từ đầu năm thì cũng đã phát động phong trào tới toàn thể hội viên phụ nữ trên địa bàn xã, đồng thời chỉ đạo 9 trên 9 chi hội thực hiện về cái phát động phong trào đăng ký các phần việc chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã Lào Cai. Thì đối với các chi hội đã hưởng ứng rất là nhiệt tình, đặc biệt là các hội viên
Thì ngay sau khi phát động thì đã 9 trên 9 tri hội đã thực hiện xây dựng các phần việc của mình, như là xây dựng các tuyến đường hoa, rồi là xây dựng thành lập các cái mô hình câu lạc bộ phân loại rác thải. Với phương châm xã hội hóa, nhiều tổ chức đoàn thể thành phố đã cùng hỗ trợ các công trình phần việc giúp bà con nhân dân có thêm điều kiện sinh hoạt cuộc sống được tốt hơn. Điển hình như công trình tuyến đường điện thắp sáng đường quê tại ba thôn Ốn Tà, Luồng Đơ và An San có tổng chiều dài 3,2 km. Toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng dùng loại đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí thực hiện trị giá 78 triệu đồng. Hiện trên địa bàn xã đã lắp đặt được gần 200 bóng điện chiếu sáng từ xã hội hóa trong nhân dân và các đơn vị trên địa bàn thành phố hỗ trợ. Các công trình thắp sáng đường quê đưa vào sử dụng đã giúp cho nhân dân các thôn đi lại thuận tiện, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống văn hóa, giúp xã dành nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở khác trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua cái chương trình của chữ thập đỏ và đoàn thanh niên của chi đoàn tòa án thành phố Lào Cai kết nối thì rất mong là cái chương trình nông thôn mới của xã Cốc San nói riêng và thành phố Lào Cai nói chung là đời sống bà con được nâng lên. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thu tu bảo dưỡng rồi kiểm tra và thông tin để làm sao cái đường điện này luôn luôn được phát sáng, đảm bảo đúng mong muốn của nhà đầu tư. Quy hoạch Cốc San trở thành một đô thị du lịch dịch vụ cửa ngõ khu du lịch quốc gia Sapa. Chủ trương này giúp cho Cốc San có được một quy hoạch tổng thể về cơ sở hạ tầng và định hướng phát triển kinh tế trước mắt cũng như lâu dài. Theo đó, Cốc San được quy hoạch thành hai vùng. Đối với khu vực trung tâm, 6 thôn được quy hoạch thành khu trung tâm đô thị du lịch dịch vụ với diện tích hơn 400 hectare. Khu vực thứ hai của xã gồm 3 thôn vùng nông thôn được quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao. Những đổi thay của Cốc San hôm nay mới chỉ bắt đầu, song nó sẽ là tiền đề giúp cho xã khai thác được tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, sớm đưa Cốc San trở thành một trung tâm đô thị du lịch dịch vụ cửa ngõ phát triển của tỉnh, thành phố, góp phần cải thiện nâng cao đời sống của người dân nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, Trường Trung học Cơ sở Nam Cường, thành phố Lào Cai đã đẩy mạnh việc dạy và học sử bằng nhiều hình thức sinh động. Trong đó, học tập thông qua kênh bảo tàng được chú trọng để các em có cái nhìn toàn diện và trực quan thông qua những bằng chứng cụ thể được lưu giữ. Mới đây, các em học sinh lớp 6A, trường Trung cơ sở Nam Cường được tìm hiểu lịch sử thời kỳ đồ đá bằng những hiện vật cụ thể như đá viên, trống đồng. Khác với những tiết học như mọi lần, các em học sinh đã được trực tiếp cán bộ bảo tàng tỉnh Lào Cai đến hướng dẫn, giảng dạy, kèm theo các hình ảnh, minh chứng cụ thể về một thời kỳ lịch sử. Cán bộ nhân viên bảo tàng đã phối hợp với nhà trường tổ chức tiết học này sao cho hiệu quả nhất, bám sát với chương trình học trên lớp của các em để truyền đạt thuyết minh một cách dễ hiểu nhất, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Sau những tiết học ở bảo tàng tỉnh là em thấy là em hiểu biết thêm về dân tộc cũng như là những đồ dùng thời nguyên thủy của Lào Cai, và em cảm thấy là yêu Lào Cai hơn. Tiết học rất thú vị vì là các cô và các thầy chỉ dẫn rất là tận tình, được những món đồ nhìn bằng mắt rất là chân thật ạ. Đây là một tiết học rất thú vị cho em hiểu biết thêm nhiều hơn về dân tộc mình, về trang phục của dân tộc và một số lịch sử về Lào Cai. Đổi mới phương pháp dạy môn học lịch sử, tránh cách dạy khô khan, nặng nề về sự kiện và học thuộc lòng nhiều. Trong đó, đưa bảo tàng đến với học đường là một chương trình được trường Trung học cơ sở Nam Cường triển khai nhằm giúp học sinh tiếp cận phương thức giáo dục mới sinh động hơn, dễ hiểu hơn. Hiện trường Trung học cơ sở Nam Cường là trường duy nhất trên địa bàn tỉnh tổ chức ký kết với bảo tàng tỉnh Lào Cai để tổ chức các hoạt động giáo dục. Từ cái nội dung mà trong giáo án của phía nhà trường thì bảo tàng sẽ xây dựng cái giáo án riêng đối với cái giờ học ngoại khóa đó, đối với cái chương trình và cái tiết học đó. Thì trên cơ sở thì giáo viên ở trường thì sẽ cung cấp những cái thông tin lý thuyết và những cái chưa theo cái chương trình giáo án của Bộ Giáo dục. Thì về phía bảo tàng sẽ cung cấp những kiến thức, những cái hình ảnh, những hiện vật và tài liệu khoa học phụ dưới góc độ bảo tàng học, để làm sao mà phối hợp giữa hai bên nhịp nhàng, đồng thời nữa là bổ trợ cho các em những cái kiến thức bổ ích nhất. Để chuẩn bị cho năm học sau thì nhà trường cũng sẽ xây dựng kế hoạch chương trình và phối hợp với bảo tàng để thiết kế những tiết dạy với các chủ đề và các lĩnh vực thực hiện tốt về giáo dục địa phương ở năm lĩnh vực, đó là về văn hóa, về hướng nghiệp, về lịch sử dân tộc
cũng như là về các nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Với cách làm này, trường trung cơ sở Nam Cường đang tập trung đẩy mạnh thực hiện phương pháp dạy học phong phú sinh động đối với môn lịch sử. Các em sau khi được nắm vững kiến thức trên lớp sẽ kết hợp với quan sát hiện vật, mô hình để hình dung rõ hơn về bài học, từ đó sẽ hiểu bài hơn. Những buổi học này đã tạo nên sức hấp dẫn bởi không chỉ là bài giảng đơn thuần, mà với sự thông qua thuyết minh và các hiện vật sinh động đã giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ về lịch sử, về quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, trang truyền hình do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thành phố thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị và các bạn.